nhà chức trách Thái Lan ngày 1 tháng 5 đã phát hiện một khu mộ tập thể lớn trong một khu rừng bỏ hoang ở tỉnh Songkhla, giáp giới Malaysia, được cho là nơi chôn cất người tị nạn đến từ Myanmar và Bangladesh. Một thành viên đội tìm kiếm cho biết có tổng cộng 32 ngôi mộ và các thi thể ở đó đều đã bắt đầu phân rửa, trong đó 4 thi thể được khai quật và chuyển đi giám định pháp y. Điều đáng nói là có duy nhất một người đàn ông Bangladesh còn sống sót trong tình trạng sức khỏe rất kém và đã được đưa tới một bệnh viện gần thị trấn biên giới Padang Besar để điều trị. Theo cảnh sát trưởng Thái Lan Samyop Pumpamon, nhóm buôn người có thể đã bỏ lại người đàn ông Bangladesh nói trên khi vận chuyển người tị nạn Rohingya qua biên giới Malaysia 2 ngày trước đó. Hàng chục ngàn người tị nạn chủ yếu thuộc cộng đồng người Rohingya thiểu số đến từ Myanmar và Bangladesh đã tới miền nam Thái Lan bằng đường biển. Chính phủ Thái Lan tuyên bố đang tiến hành các bước quan trọng nhằm đối phó với tình trạng buôn người, trong đó có động thái truy tố nghiêm hàng chục quan chức liên quan đến tệ nạn này hồi tháng 1 năm 2015.